Vâng, và xin chào tất cả những người anh em của tôi. Hôm nay thì nhiều anh em bảo là bác nó vác cái MH đi đánh đài thử xem nó có ngon không. Thật ra là đánh đài cây này thì phải nói là đánh bạo lực các bạn ạ. Ý sòng sảng. Bọc vừa là xéo túi có mũi lăn đến nó mất tí mất mày quá à. Vừa bóc cái là nằm thế mất may quá, mất còn mang bột mì là ướt mất mồi. Mồi hôm nay thì em cho chuối ủ vào này, đánh nọ thế đây nhiều chép quá, cho chuối ủ vào xem nó lên là con hàng nào. Này đánh đài các bác nhé, đổi gió anh em xem đài thế cho nó phê. Nhà thì cái giống phao này nhiều kinh khủng luôn, không biết làm gì bác thì đánh vậy. Tại nhập cần vé nó có cái phao đài này, nhưng mà phao anh em đa phần cô lục ấy thì toàn lấy phao lục thôi, cái đài chẳng để nám gì, cứ vứt nhà. Sàn hàng này, sàn hàng đánh toàn là sàn hàng khủng này quá, mỗi là cục to. Nói chung là em thì em chỉ chuyên về câu lục thôi. Hôm nay đổi gió theo yêu cầu của các bác, em đánh đài thử nhé. Thực ra cũng không ham mê bộ môn đài lắm. Which đấy rồi, đấy rồi. Ôi giời, rổ phi lại còn cái túi đấy chứ. Trời ơi, hàng đầu tiên của em anh em. Đã rổ phi còn khuyến mại trong cái túi. Rồi, được một nhóc đầu tiên. Con này đóng từ ngoài đóng vào. Anh em còn đầu thiện nhé, dậy cái gì này, cầu em thấy cầu đài khó nhai thật, cầu lục thì bọn này nó hoảng hết đi. Đồ phi ở đóng từ ngoài đóng vào mà sợ, mà nó quả mút pha lên cái thằng cá to đấy, kiểu như cái túi bóng nó kéo lại, kiểu như túi bóng kéo lại. Sóng gió quá các bác ạ. Đấy đấy, mút 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 đấy. Cá nhỏ mút anh em, nay mà gặp lục thì ngon ăn nhé. đấy. Ui, anh em nhìn sâu tăm chưa? Có hàng vào đấy. Con này nó mút này với cá nhỏ thôi. Ui. Đây rồi. Ui anh em ơi. Đây rồi, hình như sấm đen cho anh em ạ. Đây rồi. Đây rồi. Ui anh em ơi. Đây rồi, hình như sấm đen cho anh em ạ. Đây rồi. Trời. Ui hình sấm đen. À, đúng cho nó sấm đen. Còn ăn chưa anh em ơi. Đây. Mùi bột đóng vào chấm đen, sợ chưa? Ngon ăn chưa? Lên. Lên. À, đúng chấm đen anh em ạ. Sợ, mùi bột còn lít được cả chấm đen. Thôi, mà con này nói chung là hàng bé thì thả về thiên nhiên nhé. Chấm trắng anh bắt thôi, chấm đen thả về thiên nhiên. Còn mày bơi. Nào to anh bắt. Nước ngứa này vớ được ngay em chấm đen các bác ạ. Thế đời nó là phê pha ấy. Con này mà to thì phải đẹp không? Hơi nhỏ sao quyết định. À, cái giống nhỏ thôi cứ thả này. Hôm nay em chơi đồ hơi to để săn hàng này. Mút đấy. Anh em nhìn nó mút chưa? Cay tăm nên sợ thật. Đây rồi anh em ơi. Đây rồi. Chết rồi anh em ơi. Mày lên đây. Mày lên đây. Đây rồi anh em ơi. Đây rồi. Chết rồi anh em ơi. Mày lên đây. Mày nơi đây. Rồi thưa anh bảo rồi. Mùi chuối của anh thì chúng mày chỉ có lên chép thôi. Mày nên ngay đây không? Nhấc bỏng cần. Anh em thấy chuối của em chỉ lên chép thôi. Kinh tởm chưa? Tốc độ con này cần khỏe, nhấc bỏng con này lên luôn. Còn chép đầu tiên. Nằm yên. Đấy, còn chép đầu tiên anh em ơi. Phải quá, câu được giống chép này em sướng, có chuối chép thích ăn. Này, gặp. Anh em có công nhận cái bộ môn ụt chua của em đánh là sướng không? Nằm yên để anh gỡ. Rồi. Còn móc thêm cái lưỡi nữa. Wow. Chép mút phao phê thật. Vào em ơi. Giật rồi, chép phê quá anh em ạ. Có tí vị chuối hay là chép nó nhai này. Đặc biệt là anh em thêm chuối vào rồi thì phải chú ý là cái bộ môn chuối mùa hè ấy, là nó giòn nước các anh nhá. Nó giòn nước thành ra anh em phải mang cái phụ ra đi cùng, không là bác mồi lúc ở nhà bóp thì nghe vẻ ngon ăn, nhưng mà lúc ra tới chỗ câu nó hỏng cái nọ là hỏng hình đấy, nó nhão hết ra ngay. Thế này em phải mang bột mì, bình thường em mang cả cắm gà nữa, hôm qua em cho nhiều cắm gà để nó khô rồi nên mang thêm bột mì thôi. Nhưng mà sáng nay cái tòm phát xuống sông ướt hết. Này em quên mất là cầm cái phao đài nó cứ lụ đi mà quên mất. Cầm cái loại không lụ ra mắt nó cận nhìn nó khó nhìn quá. May là lúc này gió nó không to dễ nhìn. Nhiều của bác thì câu đài quen thì nhìn nó dễ, mắt em cận nhìn khó thật. Đấy, nút nút anh em nhìn chưa? Đang có nút đấy. Ui, cá to đi. Ui, cá to đi. Ui, cái đấy mà giật nục thì phải ngon ăn không nhỉ? Vẫn còn. Đấy, vẫn còn hàng. Câu đài nó mất thời gian ở cái chỗ là phải chờ đợi này. Nuốt mồi. Đây rồi, đây rồi. Đóng hàng rồi anh em ơi. Ui, đóng hàng rồi. Ui, hàng rồi anh em ơi. Mày chạy đâu con? Rồi ôi. Mày chạy đâu? Úi rồi, rút trong đây anh em ơi. Còn gì rồi? Còn gì rút đây rồi? Úi rồi. Thôi. Hàng anh em ơi. Úi. Trời ơi. Còn gì rồi? Ui, con gì anh em ơi, rút đây rồi. Kinh thật. Chỉ sợ lố cân anh em ạ. Biết còn không? Úi rồi. À vẫn còn. Kinh thật, con này con diều lút kinh thế. Ui mắc hết rồi. Mắc rồi, mất rồi anh em ạ. Mắc mới đau. Trời. À, vẫn còn chim anh em ơi. Ôi, con chim rồi. Chỗ này mắc ác quá. Ôi, được con chim. À, con chim to luôn anh em ơi. Được con chim to luôn này. Ui, con chim to anh em ơi, nó mắc con lùi kinh thật, nó lùi con này khỏe kinh khủng luôn. Phê. Mày chạy đâu em ơi. Nắm rác quá. Lôi vào đấy nắm rác quá anh em ạ. Kì con này lôi khỏe thật. Mắc cá cái gì vậy trời. Và kì con này nó viết phê thế. Hồi đóng cả cái bụng của hồ ơi. Lưới chài ở đâu anh em này. Con này đen, cô dính cả vào lưới. Nó dính cả vào lưới các bác ạ. Đen. Chạy sao thoát. Nưỡi đã không chạy được còn dính cả vào lưới là mày thoát sao được. Kìa mút quả đẹp thật. Về rằng này sặc lắm anh em ạ. Chạy đâu. Đóng cả vào lưới sợ thật. Kỉnh lùi tưởng gãy cần rồi. Vào. Hàng đây chứ hàng đâu, ngon quá. Nắm rác quá, ở đây nắm rác quá. Cái chùi đâu cũng như bối gì sợ thật. Này. Anh em nhìn này. Rồi. Đúng là cuộc đời xô đẩy. Số chết thì chạy đâu cũng chết. Cứ tưởng đóng vào đấy là nó toạc nó mất cơ. Thế còn đóng vào cái lưới nuôi lên được. Phê. Thì nó kéo mắc đầu cần nó vít ở tận trong đấy. Hạt chặn chuỗi hẳn lên trên đây. Trên ngọn cần luôn. Khiếp khủng. Cá to giặt cả xương. To giặt cả xương. Anh em thấy nó vít có phê không? Quá phê luôn. Sóng gió phủ kín đời chứ. Đây rồi, hàng rồi. Mày chép anh em ơi. Ui giời ơi, chép ăn đà. Ui chép ăn đà đánh một lưỡi vào bụng các bác ạ. Lại đóng mỗi lưỡi vào bụng. Lục. Này đánh như kiểu đánh lục luôn. Đánh đà như đánh lục luôn. Đó, anh em đánh đài như đánh lục luôn, chép ăn đài, sợ chưa? Một phát vào bụng, con này to đẹp. À, anh em tươi rồi rói. Thôi thôi cho vào đây. Thả vào dọ con thứ hai. Phê rồi, ngại cuốn hổ rồi. Nằm yên. Mày ăn đà nè. Xui vào. Tổng ra đồng muống đi. Sợ thật. Ngon quá, tuyệt vời. Mồi đánh tuyệt vời thật. Còn đấy kẻ đã chật lục thì hay. Ăn đà đã đánh ngay vào bụng. Sợ ơi. Thế mới kinh cầu ấy. Kinh cầu đỉnh cao. Hình như là có gió lên cái bắt đầu thấy chép ăn nhiều hơn. Cái này nó vướng cái rong muống của không muốn rong muống giật lắm. Sốc con ấy lên này, đẹp. Mút đúng rồi. Đây rồi. Mút. Đóng rồi anh em ơi. Đây rồi. Mút. Đóng rồi anh em ơi. Đóng rồi. Mày chạy đâu? Bo mày lên luôn, chép nữa. Bo mày lên luôn chứ để mà chạy đâu. Con này to này to. Này, bo bóng mày lên luôn. Con này cứ nhấc bổng lên luôn này em ạ. Cũng cần phải suy nghĩ cây 10H này. Trời. Chạy ác đấy. Chạy ác luôn anh em ạ. Hàng đẹp. Con này con chép bụng trứng. Mày vào đây. Không phải dẫy. 1 phút 30 giây không phải dẫy đâu. Wow. Nhấc bổng lên luôn. Ở trên đây gần đầu đường ô tô nó chạy nhiều quá ra nó hơi ổn, anh em thông cảm nhé. Âm thanh nó không được ngon cho lắm. Đây rồi, không rủ thì còn. Đây rồi, không rủ thì còn. Rủ phi. Bọn này toàn ăn đè các bác này. Rủ phi toàn ăn đè, đóng toàn bụng thế này đánh lục cái phê nhỉ. Wow, chuông. Tuyệt vời. Chứng tỏ là rô phi nó cũng tương đối là nhiều đấy. Được cái đánh đài này tiết kiệm mồi. Không mất bao nhiêu mồi. Rồi. Ê giời, úi dồi, chép. Úi dồi, nhà biết cần khỏe, con này nhấc phát bay bờ luôn, sợ thật. Lên. Lên. Sợ dẫy làm gì. Anh em thế Thấy đỉnh cao không? À, đỉnh cao cần 10 HM giật phút. Bay thẳng lên bờ. Này trúng hổ cá chép rồi. Làm yên. Bay thẳng lên bờ, làm yên. Phải công nhận là nay chuối phát huy tác dụng một cách hiệu quả nhất. Rufin cũng có ăn mà ăn ít. Có ăn nhưng mà ăn ít anh em ạ. Chuối thơm lắm. Bỏ ra cái đấy ngửi mùi thơm này. Chua thơm. Chua thơm mặn mà. Đóng hàng cảm giác sướng thật. Cây này đánh đài phê anh em ạ. Bạo lực. Lằng nhằng cái là giật tung lên bờ ngay. Đấy. Trời ơi, mày chưa? Hổ này chép có nổ rồi. Đấy. Trời ơi, mày chưa? Hổ này chép có nổ rồi. Đây này chép có nổ anh em ạ. Tuyệt vời quá. Lên này, cẩu lên luôn. Tóm thôi. Ừ. To mất con này, anh em ạ. Cẩu phát nó lên cái tuột rơi mất rồi. Đèn thế nhỉ. Đấy, nhiều anh em đi câu đừng có cẩu cá nhá. Em bờ cẩu nó rơi mất là cái lưỡi bắn phát tay chảy máu này. Cẩu lên thế là nó dậy phát, nó con cá nó vung lên nó tuột cái lưỡi bắn thẳng này tay. May không bắn vào mặt nhé. Mà to như cá. Cứ tham cẩu lên. Cần này đánh bạo lực hay phết anh em ạ. Đánh đài này anh em câu phải gặp cá cứ phải vít thì nó mới sướng. Nồi sốc lên luôn, dậy. Bắn phát đầu quá. Nó dậy cái cần nó cái ngọn nó víu xuống bắt đầu bỏ ra nó phật pịch phát lên. Máy không bắn vào mặt, bắn vào tay. Đấy, mút đây anh em ạ. Giờ gặp bình thế. Đây rồi. Úi giời, rô phi. Úi giời. Lại to của nó đây anh em ạ. Giật phát bóng lên bờ luôn rô phi. Đấy, anh em nhìn chưa? À, cũng tạm tạm của nó lại ăn nó mồi của tao. Hoa chuông. Alo. Thôi thu đồ về thôi anh em ạ. Hôm nay đóng là rất nhiều hàng luôn. Toàn hàng cũ. Ui sướng. Cá cuốn hổ đấy là đánh. Ui ôi. Đánh bằng chuối rồi ác cuốn hổ phê. Rồi về thôi anh em nhé. Úi dồi ôi lắm hàng. Toàn chép xịn rồi. Về thôi anh em ơi.